Mới đây, Bộ Ngoại giao Nga đã đăng tải một số hình ảnh và video theo dõi nhóm 8 người, trong đó chỉ có một người đàn ông và có một đứa bé 3 tuổi. Đây di chuyển suốt 32 giờ trên xe lửa và 2 giờ trên xe buýt từ Bình Nhưỡng đến biên giới Nga. Từ đây, họ phải tự lắp xe gần lên đường ray, chất hành lý lên và đẩy sang bên kia biên giới. Bí thư thứ 3 của Đại sứ quán Nga tại Bình Nhưỡng là người đẩy chiếc xe. Cả nhóm di chuyển hơn 1 km và băng qua cây cầu đường sắt, bắc qua sông Tumen, cắt ngang lãnh thổ hai nước. Trong đoạn video được quay lại, các nhân viên ngoại giao Nga không tỏ ra mệt mỏi nhưng cười đùa mừng rỡ lúc đi qua cầu. Sau khi về đến lãnh thổ Nga, các nhân viên Bộ Ngoại giao Nga đưa đón đồng nghiệp về sân bay ở thành phố bằng xe buýt. Do tình hình dịch bệnh, nhiều nước đã cắt giảm nhân viên ngoại giao tại Triều Tiên. Các nước thường phải chuẩn bị các biện pháp đặc biệt để đưa nhân viên khỏi Bình Nhưỡng nhằm đảm bảo tuân thủ quy định phòng dịch. Đến nay, Triều Tiên chưa ghi nhận ca nhiễm COVID-19 nào.